Anh đang có một cái lỗi gì không có xử lý rồi. Dạ. Rồi. Thì cái nội dung biên bản có ghi là ngày 29/6/2021 anh có đứng tên thuê một xe ô tô có biển số là 59A53549 của công ty chuyên xe Sài Gòn. Anh có lưu thông trên nội đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Anh lái xe ngược đèn đỏ qua chặn một người phụ nữ mà không dừng lại, làm rõ sự việc và đánh nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Và công an cũng đã đến công ty chuyên xe Sài Gòn vào ngày hôm đó, và chủ công ty chuyên xe cũng đã khai báo người đứng tên trên xe là anh, đồng thời cũng đã cung cấp hợp đồng thuê xe cho anh đứng tên. Dạ. Và nếu trong 2 giờ nữa anh không đến giải quyết được cái sự việc này thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt từ 1 tới 3 năm tù vì tội gây ra tai nạn và rời khỏi hiện trường, đồng thời cũng sẽ thu hồi giấy phép lái xe của anh. Ủa như đây là nội dung thông báo cũng đã, anh có nghe rõ không anh Bình? Dạ có, nhưng mà em đâu có đi cái đường đấy đâu anh. Em ở Đắk Nông mà, hay anh kiểm tra lại giúp em xem chứ, em ở Đắk Nông mà. Sao sao lại có quần màu? Anh đang là người đứng tên thay cái xe này, nó ở Đắk Nông như thế nào? Từ khi trong khoảng thời gian anh không vào Hồ Chí Minh là như thế nào? Dạ đúng rồi anh, ở thời gian đó em bị cách ly ở nhà mà. Cách ly ở Đắk Nông mà sao chạy lên Sài Gòn được ta? Bây giờ anh nói chi tiết có lại, tôi ghi nhận lại cho anh Bình. Dạ là anh. không có khoảng thời gian anh không vào Hồ Chí Minh. Rồi đúng rồi anh. Đúng không? Dạ đúng anh rồi. Anh đã có cái xe ô tô chưa? Dạ có rồi anh. Và anh không vào Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian đó đồng nghĩa thì anh không thấy chiếc xe nào nghe là đang chạy Hồ Chí Minh là không? Dạ đúng rồi anh. Tại lúc đó em đang Vậy cách tại ly sao anh mà. lại? Vậy tại sao lại đứng tên thuê cái xe này? Ủa em lại không rõ nữa, tại vì em đang cách ly mà anh, em đang cách ly dịch mà. Chỗ anh có gì không? Anh nói sao Ý là chỗ anh có bị dịch không ấy đó, chứ? tôi có dịch, có dịch nhưng mà ngày 29/6 là vẫn chưa có phong tỏa nha. Không, cái đợt đấy em về nhà chỗ quê em nó phải cách ly anh, mất 14 ngày nó mới cho về á. Ở đúng rồi, cách ly 14 ngày ở đâu cũng vậy thôi, chỉ là giờ về đây phải cách ly 14 ngày, nhưng mà ở Đắk Nông của anh làm gì phong tỏa sớm ở Sài Gòn? Dạ không, không phải phong tỏa anh ơi. Tức là em từ Sài Gòn em về quê á. Thế là ở quê Bắc là nếu mà ai ở Sài Gòn về thì phải cách ly 14 ngày mới cho về nhà anh. À đúng rồi, cái đó đúng Dạ. rồi. Thì khoảng thời gian đó thì em có ở trong cái khu cách ly, không biết là có nhầm lẫn gì không anh? Anh xem lại nhá. Nguyễn Thành Minh. À, Vâng. số là 245079189 anh ạ. Rất là chính xác nha anh, mà bây giờ đây là trên hợp đồng thuê xe anh là người đứng tên đây nè. Bây giờ nếu mà anh nói như vậy, bây giờ anh nói là khẳng định anh không muốn thuê cái xe, còn thôi nhà anh đã bị cách ly. Bây giờ Dạ. anh cho hỏi một số vấn đề làm rõ sự việc đây luôn nha anh. Dạ. Hiện tại là chứng minh của anh đang còn giữ trong người không hay là có rồi? Dạ còn Có còn bị đấy. đánh rơi không? Từ trước giờ có bị đánh rơi chứng minh không? Hay là thất lạc ở đâu không? Dạ cách đây khoảng tầm 4-5 năm thì có một lần em để quên khách sạn. Quên cái gì? Dạ quên chứng minh anh ạ, quên chứng minh ở khách sạn. Nhưng Ở mà khách em sạn lấy hả? lại được rồi. Dạ. Dạ. Rồi anh xin nghĩ kiểm tra có cần đăng ký những cái thủ tục gì tiết lộ thông tin như chứng minh thư của mình không anh? Chứng minh thư hả? À, gần đây hay là sao anh? Nhưng mà từ trước giờ anh nhớ lại xem anh có cần đăng ký những thủ tục gì để tiết lộ chứng minh thư của mình không? Từ từ nha. Chứng minh. Cũng có anh ạ, à, nhiều chứ. Ví dụ như là đi đi tiêm vaccine này, rồi đăng ký mấy cái ở trên mạng ấy Anh ơi, cái những cái app gì trên mạng có đáng tin cậy không? Zalo anh, Facebook, với lại chắc chắc vậy anh ạ, chắc mấy cái đấy ấy. Thì ở trên trên mạng ấy. Người ta bắt phải Zalo Facebook chơi game đây, Liên Quân này. Liên Quân rồi là PUBG Mobile anh Rồi. ạ. Dạ. Rồi công việc của anh Minh là công việc gì? À dạ em lái xe tải anh ạ. Trong cái công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của anh có thường xuyên sử dụng cái chứng minh thư của mình không vậy anh ơi? Ờ, khi nào đi đi qua chỗ công an người ta đòi thì mấy thôi. Ví dụ như là mình đi qua gặp công an thì phải đưa chứng minh người ta kiểm tra giấy tờ anh Vâng. ạ. Dạ. Rồi. Nếu mà công an kiểm tra giấy tờ của anh thì đâu có gì để nói.
Dạ dạ đấy. Rồi thì bây giờ trao đổi với anh về cái việc là chứng minh thư đó. Dạ. Thì lúc nãy anh cũng khẳng định là anh không có thay cái xe này. Dạ đúng thì rồi. Là tôi có ở đây tôi có một nghi vấn là ai đó đã mạo danh thông tin cá nhân của anh để làm giả giấy tờ và cho anh đứng tên thay cái xe cái này tại Hồ Chí Minh nha anh Minh. Dạ. Được. Đúng rồi. 22 mấy tháng 6 đấy không anh? 29 tháng 6 năm 2021. À vậy mới đây mà, mới đây mà. Dạ. Hai tháng. Mới. Nghĩa À là đúng hiện rồi, tại hai cái sự tháng. việc của anh nó bị là hiện tại sự việc của anh nó bị ngồi nghỉ, thông tin của anh nó bị ngồi nghỉ ra ngoài đấy, nắm rõ chưa? Ừ, có khi nào cái bữa trước Facebook nó báo là trên trên mạng anh, trên mạng người ta nói là rò rỉ thông tin gì Facebook, Gmail hay là số điện thoại gì đó, có khi nào trong cái vụ mấy triệu cái người bị rò rỉ không anh? Thấy báo chí đăng quá trời ấy. Tôi cũng không biết là bị gò nghĩ từ cái nguồn nào, À cái việc có mà để TikTok, điều tra TikTok anh ra ạ. Em có chơi TikTok nữa. Của Trung Quốc ấy. cái việc mà điều tra ra cái nguồn bị gò nghĩ của anh là những cái việc của cái công an điều tra, còn tôi Dạ. là giao thông thì thông báo cho anh thôi. Dạ. Thì hiện tại đây thông tin của anh bị gò nghĩ ở ngoài thì người khác lợi dụng thông tin làm giả giấy tờ thấy cái xe này anh Hồ Chí Minh, nhưng mà là Dạ. do tên của anh gây tai nạn, như vậy là không có an toàn cho anh rồi. Dạ. Về mặt pháp lý là anh phải là người chịu trách nhiệm cái sự việc này. À, hiện tại anh đang là người đứng bên thuê xe Nhưng mà em đâu có chạy mà đâu anh, em đâu có chạy đâu. biết, nhưng mà anh lại là người đứng bên thuê xe. Bây giờ tôi hỏi anh về cái vấn đề giấy tờ, về vấn đề chứng minh mà anh không biết là bị gọi nghĩ là từ lúc nào luôn. Dạ cái đấy không biết rồi, chắc có khi ở trên mạng đang đăng ấy, có khi mình chơi Facebook hay là chơi Cookie Mobile Liên Quân ấy, người ta đòi xong rồi Rồi. mình đưa. Dạ. Thì hiện tại là cái thông tin của anh bị gò nghĩ ra ngoài, anh thấy nó như thế nào? Bởi vì các lợi dụng thông tin của Cái này chắc là rò rỉ thôi, em thấy nhiều người cũng bị mà, nhưng mà nó có ảnh hưởng gì đâu anh đâu nhỉ, mình đâu làm gì hiện đâu. tại đúng rồi, mình không có làm gì hết, nhưng mà người ta lợi dụng thông tin của mình, người ta làm việc phi pháp khác. Hiện tại thực tế là ta đang thuê cái xe gây tai nạn mà tên Dạ mình là người đứng tên, dạ mà anh nói anh không ảnh hưởng gì hết, là tôi thấy anh hình như là chưa hiểu được sự việc này là như À không, ý ý là em đâu có ở đấy đâu anh, thật sự luôn đấy, em không có ở đó anh xem anh kiểm tra lại xem có nhầm nhầm lẫn không, chứ em không ở đấy. Em nhớ là đang đang bị cách ly mà sao mà chạy lên Sài Gòn được. ghi nhận lại là anh không có thấy cái xe nào gây tai nạn tại Hồ Chí Minh, Dạ. nhưng mà do anh đứng tên thuê cái xe Dạ. thì làm việc không có giấy tờ pháp lý, còn anh bây giờ nói chuyện với tôi qua lời nói không à, trên mặt giấy tờ pháp lý anh là người đứng tên thuê cái xe này thì có đích thật anh là người chịu những cái sự việc này không? Nhưng mà em đâu ký đâu anh, thật sự luôn đấy, em đâu có ký đâu, em đâu có ký Cái giấy việc mà tờ đâu xác mà. nhận, cái việc mà xác nhận, cái việc mà xác nhận lại cái chữ ký là do cái tôi cái công an điều tra, còn tôi là do thông thông báo cho anh thôi, anh nắm rõ chưa? À dạ. Nhưng mà anh ở Đắk Nông hay là ở đâu anh? Anh Tôi đang ở ở thành phố Hồ Chí Minh. à dạ. Ở vậy thì gần gần nhau rồi, em cũng Anh ở chỗ cũng nào? dạ, em ở đang đang ở quận 7 7 đúng dạ. không? Giờ trong 2 giờ đồng hồ nữa anh chạy qua 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để làm công việc sự việc này luôn nhé anh. Mình Số số bao nhiêu anh? 63 Lý Tự Trọng. Lý Tự Trọng. Đây là xã giao thông vận tải quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải. Hồ Chí Minh. Anh đọc lại cái địa chỉ cho có chính xác không? 63 Lý Tự Trọng, Sở Giao thông Vận tải Hồ Chí Minh. Gặp gặp ai anh? 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Từ từ từ. Phường Bến Nghé. Mình lên là làm gì anh? Tên tôi là Trần Anh Tuấn. Anh đã lấy cái bảo đồng chí Trần Anh Tuấn có thông báo cho cái sự việc như vậy đó, anh cần tập tôi để giải quyết cái sự việc này rõ ràng hơn. Trần Anh nắm rõ chưa? Anh Tuấn này. Anh Tuấn. À, số số điện thoại này của anh luôn à? Số điện thoại này là cái mã số ghi âm hoặc điện thoại tự động không? Dạ. Anh nắm rõ chưa? Thì bây Dạ. giờ trong 2 giờ nữa anh cố gắng đến để giải quyết cái sự việc này nha anh Minh. Nhưng mà không không đến được Thì không anh? trong cái nội dung của thông báo của sở phải thông báo cho anh trong 2 giờ anh đến những này, tôi đọc lại tất cả chính xác thì rõ ràng của anh, tôi không thay đổi được cái nội dung bản này. À, nhưng mà sao sao mà đến được anh?
cái vấn đề đó thì tự con chỉ anh coi chi tiết như nào sắp xếp chứ giờ tôi không có biết được đâu. Không, nhưng mà chắc anh báo với lại anh Tuấn báo với cấp trên giúp em với là chỗ em đang ấy mà đang có dịch mà đang có dịch mà bây giờ sao mà em đi được. Anh có biết là bữa nay quân đội cầm súng ngoài đường ấy, làm sao mà ra khỏi đường được. Hôm nay tháng 8 mà. Tôi thông báo rất là trực tiếp và gọi rất là chính xác và gọi gần cho anh, không thay đổi nào, không làm thay đổi được gì đi bán lại. Dạ. Tôi đọc cho anh nghe như vậy đấy, xong rồi nhá. Nhưng mà nhà nhà nước chắc là phải phải thông cảm. Định về giãn cách xã hội toàn thành phố với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đúng là lừa đảo đấy em. Tự nhiên kêu là mình thuê xe trong gây tai nạn, xong rồi kêu là sở giao thông gì lên làm việc. Trong khi đang hôm nay là nhiều hôm nay ngày ngày bao nhiêu ngày 25 tháng 8 2021, Hồ Chí Minh đã giãn cách theo chỉ thị 16 và có cả quân đội người ta đang canh gác nữa thì sao mà vô lý đùng đùng ấy, còn kêu là đang ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Đúng là mấy bạn này lừa đảo các anh em ạ. Nghe giọng ấy, cái kiểu nói chuyện là biết rồi, kiểu nói chuyện vớ vẩn là biết rồi anh em. Thế là mình vi phạm lỗi là đó, tông người gây chết người rồi. À, có thuê cho mình người ta lợi dụng lấy thông tin mình thuê xe, ban lên sở giao thông phải lên sở giao thông ngay trong 2 tiếng, đúng là mấy cái thành phần lừa đảo dịch rồi cũng vẫn còn lừa được. May mình nói có xe chứ nói chưa có bằng lái thì không biết làm sao. Người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội toàn thành phố với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Số điện thoại lấy số điện thoại. Ok, anh em nhớ cẩn thận nha anh em nhé, nhớ cẩn thận những cái cuộc gọi lừa đảo như vậy. Mình xem rất là nhiều rồi, hôm nay thì mới thật sự là gặp cái lừa đảo này một lần. Chào.